64 Vĩnh Long, let's go. Cánh tay chia Vĩnh Long đâu ạ? Dạ vâng, ngồi thuyền tải mạn cổ chiên ngắm biển sông đất hiền hòa Vĩnh Long. 64 hội tụ đôi dòng, bên này sông Hậu, bên kia sông Tiền. Vĩnh Long đất của trai hiền, gái xinh duyên dáng như tiên hạ trần. Đâu phải kể đến Bình Tân, sau là mang thiết Bình Minh Long Hồ. Trai khí chất tựa hổ gầm mà gái ngoan như tấm, dáng hình giống Vân. Mà xuân qua thì lại đến hè, xuống ghe anh rước em về trà ôn. Cái trai Vĩnh Long mãi chất.